thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh với đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Huyện Phù Cừ đã triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn. Sau một thời gian đi vào hoạt động, hệ thống đã giúp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tại một số địa phương. Đây là ao tại thôn Nhật Lệ, xã Nhật Quang. Trước đây, nước thải sinh hoạt của khoảng 200 hộ dân tại thôn vẫn chảy xuống ao, khiến bốc mùi hôi thối, dòng nước đen ngòm. Tuy nhiên, giờ đây, tình trạng hôi thối đã không còn, giúp cải thiện đời sống của các hộ dân khi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2013. Trước khi xây thì là quanh khu dân thì là rất là hôi thối. Sau khi xây xong thì xử lý nước thải rất là tốt để cho nước xung quanh là nó không có cái nước đen nữa. Ngoài thôn Nhật Lệ, huyện Phù Cừ đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, thôn Trà Bồ, xã Phan Xào Nam, thôn Tam Đa, xã Tam Đa và thôn An Đuế, xã Đình Cao. Mỗi hệ thống trên có công suất trung bình từ 50 đến 70 mét khối ngày đêm, xử lý nước cho khoảng 200 hộ dân một hệ thống. Nước thải từ của các hộ gia đình khi vào hệ thống sẽ lọc, lắng cặn, hóa sinh, vi sinh. Sau khi xử lý nước trong sạch, không có mùi khó chịu, kết quả xét nghiệm định kỳ của Sở Tài nguyên và Môi trường ở các thành phần pH, BOD, tổng chất rắn lơ lửng đạt tiêu chuẩn để thải ra môi trường. Tôi thấy hiệu quả mà cái an toàn vệ sinh nó không còn mùi nữa. Và mà hạn chế muỗi, chất lượng đời sống của nhân dân được cải thiện, nước ra thì đạt theo những nguyện vọng người dân đây là rất là phấn khởi. Hiện tại thì xã thì đã quy hoạch 6 cái điểm xử lý nước thải tại 3 thôn. Rất mong thời gian tới tỉnh và huyện tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ địa phương để hoàn thiện các cái điểm thu gom nước thải để nhân dân được sống trong cái môi trường trong sạch, đảm bảo được sức khỏe. Hiện huyện Phù Cừ giao cho các xã bố trí và xây dựng kế hoạch đến năm 2025. Mỗi xã sẽ thêm 2 công trình xử lý nước thải tập trung. Đây là giải pháp để huyện giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn huyện và là cơ sở để huyện Phù Cừ phấn đấu về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí môi trường và tổ chức sản xuất.